Nha, xin chào các bạn. Mình đã đến với khu du lịch Madagui. Trời ơi, mình như là bị thành bưởi bỏ giữa đường. Ok, mình sẽ tham quan chỗ này. Anh này chở vô hả? Còn xì xì anh. Dạ không, em không chưa có biết chỗ này. Định tới tham quan này nọ rồi coi, đang suy nghĩ có ở lại hay không nữa. Ở đây có phòng luôn rồi, phòng lưu trú luôn anh. Nhưng mà anh chở phụ tụi em chỗ này luôn được mà đúng không? Anh nâng lên tụi em. Nhiều đồ quá. Jeep không không? Xe này xe điện đụng hứa đi các bạn. Xe điện đụng hứa. Xe điện đụng. Ê, có hình mà. Quay đi cho mình. Cái gì vậy? Ôi là xe. Các bạn mình đã tới nữa. Thôi chuẩn bị. Cảm ơn anh. Anh có nhà. Dạ đúng rồi. Ây dọc, check in thôi. Dạ tụi em mới tới, tụi em cũng mới nghe nói tới đây, chưa biết. Dạ đúng rồi, muốn đi tham quan trước à? Dạ. Reception. Cho tao để đồ ở đây cái. Nặng quá. Ở đây mình đi bộ hết hả chị hay là có xe gì không? Mình có xe đi xe tham quan, cho xe được bè đó mình chắc là 650 cái xe của mình đi. Rồi được còn tính tiền. Còn đây là đây mấy ngày học rồi. Finally. Nó còn đang mập quá này. Không thể nào kéo lại được. Mình định làm một cái clip là phụ nữ và những tủ đồ của họ. Nhưng mà con này nó bảo là sẽ mãi mãi không bao giờ xong cái clip đó. Quá béo. Let's go. Hello. Hôm nay mình có một cái thanh lọc chuối. Ai mua ở ngoài chợ Đà Lạt. Nhưng mà bị mua hớ rồi. Tại vì người ta bảo là chỉ có 100 ngàn thôi mà mình mua tới 150 ngàn. À kỳ bữa mình có thấy review là nếu mà tụi mình đi bằng thuê xe đi á, thì nó sẽ có mấy cái chiếc mà, mấy cái chiếc đó người ta gọi là gì, mấy chiếc xe Z đúng không? Xe Lan. Xe đó đó, xe ở giống như là kiểu không biết mọi người thấy không mà cái máy này mình zoom không được. Kiểu nó có camo một tí. Nhìn cũng đã đã. Cái này là đường vào. Rừng rú. Cầu treo. Người ta bảo là cầu treo sẽ qua được cái chỗ cái thuê xe đạp. Ok. Hay vô. Không lắm. Các thành viên à. Wow. Hình như là tí tụi mình sẽ có du lịch vượt thác nữa. Và có thể là giống như là chuyển chèo thuyền vượt thác ấy. Thì có thể là nó sẽ vượt qua cái đoạn này sao. Như thế. Bay đi. Bay đi, bay đi, bay đi. Để mọi người ơi. Yeah, sân chuồng cọ và đã mua.
chim một đi đâu cũng gặp mưa. Hồ này có cá sấu không anh? À cá mập hả? Ok. Ôi mình mang nó dài chuột quá. Cái này là sao gì vậy? Bye bye. Còn khi mà anh cứ nói đi. Khi chúng ta té nước rồi chúng ta nên nín thở hoặc là ngậm miệng lại để tránh nước ha. Rồi khi mà sao đang đi với tốc độ ổn định chúng ta nên bám chắc cái sao. Khi mà phao cũng vô tình lật rồi buông sao ra, không có lưu luyến sao ha, để lật sao lại đưa mình lên. Ok. Rồi mình có câu hỏi là như thế nào? Không anh. Gì đâu mà sợ. Cái này sâu có 10, 14, 15 mét là. Cứ yên tâm đi. Quay ngược lại một phát coi nào. Bây giờ lên bờ còn kịp. No. À, mày có sợ không? Bình thường mà, xin nghe cái gì chúng mày tất cả bình. Anh chơi trò mạnh hơn đi. Nó không sợ đâu. Không dám chạy mạnh đâu. Anh chạy mạnh đi anh. Em này có đùa. Mày quá. Chạy mạnh là rụng trứng luôn đó. Chạy mạnh rụng trứng à? Chơi đi anh. Bọn này nó quá. Em cường độ nó được chuyển hóa. Mạnh lên đi mạnh anh. Thử đi anh. Tao anh chơi. Chơi kìa. Sao lâu. Cầm đây. Anh ạ.
mẹ mày. Nặng quá. Mày nặng quá. Mày đạp thiệt mạng bạn sao vậy? Mày đạp vỡ mỏ nó rồi. Mày đạp bước lại, bước lại, bước lại. Mình cài lại dưới đáy nha, dưới đáy chuột rồi. Khẽ lại bổ vào mặt nó bây giờ. Rồi, mình cài lại dưới đáy. Yeah. Hồi nãy em định bảo anh đổi, cái này nó bị dụng cái này quá. Mày bình tĩnh, mày cứ hét ầm lên, mày chả có làm gì mà mày cũng hét. Thì đơn giản lắm, nó nhẹ mà. Mày có thấy nhục không? Không, mà em cao. Khoan đầu gối lên, khoan đầu gối lên. Em mượn cả cuộc đời lắm rồi. Rồi, mày... Anh cài cái dây dê dê đẩy mày. Đấy rồi. Có chuyện hấp pin á. Wow, để tao coi mày có mấy giây. Rồi. Mày quay cái góc máy thấp. Anh đó hả? Ờ, quay mấy góc ở dưới đẹp đấy. À, đó là 1 phút ở dưới nước hay là 10 phút trên bờ ha? Để dành pin đi, quay cái kia nữa. Kiểu thuyền nữa. Hết pin luôn á. Như đó đủ rồi. Rồi, cảm ơn anh. Lại kìa. Chú Toàn ở túi thằng kia kìa. Tụi mình sẽ vô đây. Sắp mưa rồi. Wow. Nhìn trời. Bạn nhìn không? Mấy cái bộ bàn ghế này cũng khủng không? À, nó gỗ không? Rồi mình sẽ gửi hành lý ở đây và bắt đầu đi tham quan chơi một số cái trò hoạt động ở phía đây. Oh my god.
anh. Hello, bọn mình vừa mới check in ở Malibu xong. Đấy, bây giờ đang là thay đồ tắm. Những cái tiếng không hay lắm thì các bạn đừng có nghe. Chào các bạn, hiện tại là bọn mình về đây. Bọn mình về Sài Gòn đây. Nhớ qua rồi. Vừa mới thuê phòng lên để thay đồ tắm. Chơi mấy cái trò trèo thuyền kayak với kia. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong chuyến đi.